đi đâu vậy? Hai con Mitsu nha các bạn, Mitsubishi. Hai con Mitsu. Hai con này giống giống nha. Máy này cũng khá bền nha. Con này từ 25 triệu trở lên nha các bạn. 86 ly không? Bảy bảy tám hả? Nhỏ bảy tám hay 86 quên. Cũng 18 triệu 18, 15, 18 rồi. Có mấy con mới về, chưa có rồi, mới về tới chưa có test được. Còn 3KS, 3KS của Mitsubishi. Cái bồ quay xuống. Loại này bơm nước cực mạnh, chạy vỏ cũng dọn luôn, chạy vỏ cũng êm luôn. Con này giá trước giờ nó có 12 triệu, rất là dễ xài nha các bạn. Đó,
nó cực bền luôn á. Mình cứ không có xài cái dòng này nữa. Đây 75 ly nha. Còn có còn con gì nữa nha. Mãi mới về. Ba đây 75. Nhổ ra chắc cũng còn đẹp. Hyundai Komatsu. Máy ủi đời Komatsu ông nội. Đây, Komatsu à. K250 Mitsubishi vậy ta. Là cái hộp hộp Baya. Cắt Baya cho phải số nữa. Tối hả? Wow, xuống con máy quá khủng luôn. Ai biết nữa tao thôi ai. Phát hiện cái nón rất là dữ nha các bạn. Cái nón này không biết đội nhiều năm mà nó nổi mà nó chóc hết trơn mấy cái lớp nước sơn. Cái nón này là nón của anh thợ đi giao đồ các bạn. Nón này nón huyền thoại luôn. Đội tới nỗi mà nó mục rồi nó chóc hết trơn. Nón con tha phải không? Quá trời cái nón luôn. Cái xe giao đồ đang rửa để xuống đề thử các bạn.